Sư phụ, quân địch sắp đánh đến đây rồi. Nhanh vậy sao? Sư phụ, giờ chúng ta phải làm sao? Mọi người đừng sợ, cầm vũ khí lên. Vâng. Bắn. Có chuyện rồi, nhanh lên. Tiến công. Các anh em, chúng ta liều mạng với quân Nhật đi. Liều mạng với chúng. Tới đây. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Yfim TV. Dừng. Sư phụ, sư phụ. Công tôn trang chủ, anh nói xem, hà tất gì phải như thế? Cứ giao đồ của thái quân ra đây đi, việc gì phải chịu khổ như vậy chứ, đúng không? Anh có biết tại sao tôi lại đến đây không? Chỉ cần anh ngoan ngoãn giao thứ đó cho tôi, tôi sẽ tha cho anh một mạng. Cho dù tôi có biết, cũng sẽ không nói cho anh biết đâu. Nghe nói người Trung Quốc các anh đều rất mạnh mẽ, ai nấy đều không sợ ngủng. Hôm nay để tôi xem xương cốt các anh cứng tới đâu. Thứ súc sinh, đồ cặn bã. Cậu Lương, bắn anh ta đi. Tôi sao? Thái quân, tôi đeo súng trên người chỉ là để giả vờ mạnh mẽ với phòng thân thôi. Tôi không dám nổ súng hại người đâu. Thái quân, ngài tha cho tôi đi. Thái quân, ngu ngốc, ai bảo cậu nổ súng hả? Giải quyết hắn rồi thì đi đâu mà tìm hộp vàng đây? Xin lỗi. Báo cáo, không tìm thấy hộp vàng. Tôi không tin là hộp vàng đó biết bay. Giờ tôi sẽ tới thành Ích Đô. Các cậu ở đây tiếp tục tìm kiếm đi. Cho dù có phải đào ba tấc đất cũng phải tìm được hộp vàng đó cho tôi. Đó. Cha, tỉnh lại đi. Cha à. Cha,
Sao vẫn có tiếng súng? Akasaka, qua đó xem có chuyện gì đi. Đó. Thái quân, truyền lệnh của tôi, phong tỏa tất cả mọi con đường. Vậy chúng ta không vào thành Ipno nữa à? Dựa vào trực giác của tôi thì hộp vàng đó sắp xuất hiện rồi. Công Tôn Vũ, Công Tôn Vũ, sao lại thế này? Tôi cũng không biết nữa. Đi thôi. Tôi không đi. Cha tôi đang ở đây. Tôi phải báo thù cho cha tôi. Anh đi đi. Công Tôn Vũ, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Bây giờ mà ra ngoài thì chẳng khác nào đi nộp mạng. Cứ mặc kệ tôi. Anh muốn đi thì đi đi. Anh bình tĩnh đi. Anh Nhị Hổ, quân địch tới rồi. Tiểu Quân, cậu về võ quán báo tin cho cha tôi trước đi. Anh không đi tôi cũng không đi. Đi đi. Công Tôn Vũ, anh quay lại đây. Nhị Hổ, đừng có kéo tôi. Tôi phải báo thù cho cha tôi. Anh bình tĩnh lại. Anh nghe tôi đi. Làm vậy sẽ hại anh mất mạng đấy. Mau trốn đi. Trốn mau đi. Lên. Vâng. Cha. Cha à, chú Công Tôn. Cha. Là con đây, cha. Cha à, con đến muộn rồi. Bây giờ con đưa cha xuống núi. Cha à, chúng ta đi. Lên. Ngăn bọn họ lại. Đi thôi. Đó. Lên. Yeah.
Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại eFilm TV. Hộp vàng. Trong cái hộp dấu ở bên dưới chữ tiêu. Hai đứa các con phải giao nó cho Dương quán chủ đấy. Cha, cho dù có phải phá hủy nó cũng không được để rơi vào tay người Nhật. Các con mau đi đi. Đi nhanh đi. Cha, đi nhanh. Cha. Cha ơi. Chú Công Tôn. Cha. Chú Công Tôn. Chú Công Tôn. Cha. Nhanh lên, xông vào. Quân địch đến. Công Tôn Vũ, mau đi thôi. Công Tôn Vũ, đi thôi. Đi. Anh đi tìm cái hộp đi. Nhanh lên. Tìm cái hộp đi. Nhị hổ, tìm thấy hộp vàng rồi. Đi thôi. Có địch. Mau nấp đi. Người trong nhà nghe đây. Mau giao hộp vàng ra đây. Tôi sẽ tha mạng cho các người. Đi thôi. Thứ đồ khỉ gió này. Cứ tiếp tục thế này, chúng ta đều sẽ mất mạng tại đây. Tôi phải liều với bọn chúng. Anh quay lại đây cho tôi. Anh quên vừa nãy cha anh đã nói gì sao? Ông ấy nói anh bảo vệ cái hộp này. Nhị hổ, anh cầm lấy. Công Tôn Vũ, anh có còn muốn báo thù cho cha không? Tôi nói cho anh biết, nếu như hôm nay anh nằm xuống tại đây, đến mạng cũng chẳng còn, thì báo thù kiểu gì? Đi thôi. Đi. Đi thôi. Lục soát. Vâng. Đuổi theo. Huyện Ích Đô.
Tiểu thư à, cô làm gì vậy? Người Nhật đã vào thành rồi, cô làm gì vậy chứ? Theo tôi về nhà đi. Tôi không đi. Đất nước gặp nạn, hơn là người Trung Quốc sao có thể không góp chút sức lực cho quốc gia chứ? Tiểu thư à, ngay cả quốc quân còn rút lui, quân địch vừa có súng lại vừa có pháo, sinh viên Tây không tất sắc như các cô thì đi làm gì? Nộp mạng sao? Chúng tôi đâu có đi đánh trận, chúng tôi đi chi viện cho tiền tuyến thôi. Tiểu thư à, quốc quân còn chạy mất giá, tiền tuyến không còn ai cả, cô chi viện cho ai chứ? Không phải đâu chú Vương, vẫn còn một chi đội đang phòng thủ ngoài thành, để yểm hộ người dân ít lô rời khỏi đây đấy. Chúng tôi không thể để bọn họ chiến đấu một mình, chú đi trước đi. Tiểu thư à, cô theo tôi về nhà đi. Chú Vương, chú cứ mặc kệ tôi. Các anh em, đây là tuyến đường chính để tới Ích Đô. Trước khi quân địch tới, chúng ta nhất định phải sửa xong tuyến phòng ngự này. Vì các hương thân phụ lão, hãy nhanh nhẹn lên cho tôi, có nghe không? Rõ. Để ở đây đi, nào. Đặt ở đây, vâng. Đại đội trưởng, anh muốn đánh thật sao? Nói thừa. Nhưng mà người ta đã rút cả rồi. Cậu sợ mất mạng sao? Trước đây tôi rất sợ, nhưng kể từ khi Tiểu Cường đi theo anh thì đã không còn sợ nữa. Báo cáo đại đội trưởng, có chuyện gì? Phía sau có một đám sinh viên kéo tới. Chính là ở đây, đứng lại. Là các anh thật sao? Cô gái, cô làm gì vậy? Chúng tôi tới giúp các anh đánh giặc. Nói linh tinh, bảo bọn họ về đi. Các bạn học, tâm ý của các bạn, đại đội trưởng chúng tôi xin nhận. Quân địch sắp tới rồi, việc đánh giặc không phải chuyện sinh viên các cô nên làm. Quay về đi, việc đánh giặc ai cũng có thể góp sức. Trưởng ủy viên Tưởng đã nói rồi mà, chuyện này đất không phân Nam Bắc, người không phân già trẻ, ai cũng có trách nhiệm kháng chiến giữ nước. Về nhà đi, bọn tôi không đi. Tôi nói cô không nghe phải không? Nhìn mấy người các cô, tay trói gà không chặt, việc đánh giặc trông cậy vào các cô được à? Coi thường người ta quá đấy. Ai nói là bọn tôi không thể đánh giặc được? Đại đội trưởng Lê, xin đừng bắn. Người phe mình là lão Đàm. Đại đội trưởng Lê, lão Đàm, sao ông lại tới đây? Đoàn trưởng các bảo cậu lập tức rút lui. Tôi chỉ nhận được lệnh của sư trưởng cổ, là phải cố giữ thành Ích Đô. Đại đội trưởng Lê, đủ rồi. Lão Đàm, nhiệm vụ của quân nhân chúng ta là gì? Là liều mình ra tiền tuyến đánh giặc, chứ không phải là một lũ rùa rụt cổ ham sống sợ chết lâm trận bỏ chạy. Nói hay lắm, nói hay lắm, nói hay lắm. Đại đội trưởng Lê, tăng cường canh gác. Rõ. Đại đội trưởng Lê, cậu đừng có ép tôi. Tôi phải ăn nói thế nào với đoàn trưởng đây? Cứ nói với đoàn trưởng rằng Lê Quốc Vinh tôi tử trận cũng sẽ không bỏ mặc lão bách tính mà chạy đâu. Các anh em, nói tôi nghe, làm quân nhân quan trọng nhất là cái gì nào? Bảo vệ tổ quốc. Nói hay lắm. Các anh em, quân địch sắp đến Ích Đô rồi. Rút lui, lại rút lui. Cứ rút lui như thế thì còn gì là Sơn Đông nữa. Đuổi theo. Bọn Nhật này dai như địa ấy, thật khó cắt đuôi. Công Tôn Vũ, rốt cuộc cái hộp này chứa cái gì vậy? Tôi cũng không biết nữa, trong này rốt cuộc là cái gì chứ? Thôi kệ đi, chạy thôi. Được.
Lão Đàm, cho vài anh em hộ tống bọn họ về đi. Nhiệm vụ này sao? Tôi không đi. Đồng chí Đàm trung thành, tôi là chức chỉ huy cao nhất ở đây, ông buộc phải phục tùng mệnh lệnh. Thôi được rồi, tôi đi. Cô gái, tôi không đi. Chúng tôi muốn ở lại đây giúp các anh đánh giặc. Tôi có thể hiểu cho tâm trạng của các cô, nhưng mà nhiệm vụ mà chúng tôi nhận được là cố thủ thành Ipdo. Nếu như mọi người đều ở lại đây, rất có thể sẽ làm cho chúng tôi phân tâm. Hy vọng các cô có thể hiểu và thông cảm cho. Chúng tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến các anh đâu. Chúng tôi có hộp y tế, còn có cả cán nữa. Chúng tôi có thể giúp các anh trị thương. Các bạn trẻ, về nhà cả đi. Chúng tôi không đi, về đi. Đừng đuổi chúng tôi đi mà, về nhà hết đi. Tôi xin các anh đó, chúng tôi muốn đánh giặc. Về nhà hết đi, chúng tôi. Đi thôi, mau về đi. Thế nào rồi? Yên tâm đi, đưa đi hết rồi. Thái quân, Akasaka vừa cho người tới báo, nói là có hai người chạy từ trên núi xuống, trong tay hình như cái gì? Hình như có cầm thứ gì đó. Lần này nhất định phải bắt được bọn họ. Đại đội trưởng, có động tĩnh. Hình như quân địch đang đuổi theo ai đó. Mặc kệ là ai, chỉ cần giặc là đánh. Vâng. Bắn. Nhị hổ, chuyện này là sao? Không biết nữa, không lo được nhiều thế. Chạy thôi, đi thôi. Thái quân, bên đó có chuyện gì vậy? Tiếng súng dồn dập như vậy, lẽ nào là quân chủ lực của quốc quân? Không phải chứ. Không phải bọn họ đã chạy cả rồi sao? Có chuyện gì vậy? Đánh rồi à? Các bạn học, chúng ta không thể cứ thế mà đi được. Các chiến sĩ tiền tuyến vì bách tính Ipdo mà đang liều mình chiến đấu. Chúng ta phải góp chút sức lực. Chúng ta quay lại giúp bọn họ được không? Được, đi thôi, đi nào. Các bạn học, nhanh lên, tiến lên. Đại tá, hỏa lực của địch rất mạnh. Bọn họ có bao nhiêu người? Cụ thể thì không rõ, nhưng có lẽ là đội chính quy quốc quân. Hai người đó đâu? Chạy qua đó rồi. Chuẩn bị tiến công. Đại tá, bọn họ đang chiếm địa hình có lợi, có cần xin quân chi viện không? Là kẻ nào? Đừng bắn, xin đừng bắn. Người mình, xin đừng bắn, là người phe mình. Đi mau. Đi. Báo cáo đại đội trưởng, bắt được hai tên gian tế. Đã nói là chúng tôi không phải gian tế, đừng nhiều lời. Các anh là ai? Chúng tôi không phải gian tế, chúng tôi là người Trung Quốc. Đúng vậy, nhà tôi ở huyện Ipdo. Tôi là người của võ quán Vĩnh Hưng. Tôi tên Dương Nhị Hổ, tôi là thiếu trang chủ của Bạch Vân Sơn Trang, công Tôn Vũ. Vừa nãy người bị địch đuổi theo là hai anh sao? Vậy vừa nãy là các anh đã cứu chúng tôi sao? Đa tạ. Đa tạ các vị. Các anh mau đi đi, súng đạn không có mắt. Chuyện là trả đao lại cho chúng tôi đi.
Tiểu Cương, đã nói không phải gian tế rồi mà. Đi thôi. Nhị Hổ, anh cất hộp vàng này đi. Tôi muốn ở lại đây đánh giặc. Tôi phải báo thù cho cha tôi. Anh bị điên hay là bị ngốc vậy? Đây là đánh trận đó, súng đạn không có mắt đâu. Anh định cầm đao mà liều với người ta à? Như thế là đi nộp mạng đấy. Đi theo tôi. Tôi không nghĩ được nhiều thế. Anh cầm hộp vàng này đi. Nếu như anh sợ mất mạng thì cứ đi trước. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Tôi là loại người sợ mất mạng sao? Cãi nhau cái gì? Còn không mau đi đi. Đi thôi. Còn không đi là không đi được nữa đâu. Nhanh lên, các bạn học nhanh lên, mau lên. Hạ Linh, Hạ Linh. Lão Đàm. Trời đất quỷ thần ơi, tôi đã đưa bọn họ đi rồi, em mà biết bọn họ lại. Hạ Linh, Nhị Hổ, anh Công Tôn, sao hai người lại ở đây? Hạ Linh, sao em lại ở đây? Em, phải đấy, đây là chỗ đánh trận, em tới làm gì? Không phải cha em đã đưa em đi rồi sao? Em không đi với cha, em muốn ở lại đây đánh giặc. Em thì đánh giặc cái nỗi gì chứ? Mau về đi, cha em quản em thôi, anh đừng có quản em. Em là vợ anh mà, anh không quản em thì ai quản? Cô ấy là vợ tôi, anh im đi. Hứa hôn từ trong bụng mẹ thì không tính. Hứa hôn từ trong bụng mẹ thì cũng tính mà, đúng không? Dương Nhị Hổ, em nói cho anh biết, em không đồng ý hôn sự này. Em không đồng ý sao? Anh còn chưa dự định cưới em đâu đấy. Được rồi, đây không phải chỗ con gái các em. Đi về đi, anh coi thường con gái phải không? Mau đi đi, đừng đụng vào em. Là máy bay địch. Tất cả mau ẩn nấp. Tất cả ẩn nấp, nhanh lên. Nấp hết cả đi, ngồi thụt xuống. Mau đi đi. Chạy mau, nhanh lên. Chạy nhanh lên. Đã bảo cô đi rồi sao còn không đi? Chúng tôi muốn giúp anh. Hai người biết nhau à? Đừng nhiều lời, mau đi đi. Tôi không đi, tôi muốn ở lại đây đánh giặc. Báo cáo đại đội trưởng, quân địch đến rồi. Bảo bọn họ ở yên đợi lệnh. Nếu các người không đi thì tôi mặc kệ các người vậy. Phải cẩn thận đó. Tiểu Cương, có. Cho dù bọn chúng có bao nhiêu người, cứ đợi họ đến gần rồi mới đánh. Lão Đàm, ông và Tiểu Cường thủ chắc chỗ này. Đó, như vậy có thể tiết kiệm đạn dược. Được. Cẩn thận đó. Cậu cẩn thận đấy. Nhanh lên. Bắn. Về nhà thôi, Dương Nhị Hổ. Anh luyện võ là vì điều gì chứ? Quân địch sắp đánh tới tận cửa rồi mà anh còn hèn nhát như vậy. Anh,
anh nhìn đại đội trưởng Lê đi. Nếu anh còn là đàn ông thì đi đánh giặc như anh ấy đi. Hèn nhát. Em nói anh hèn nhát sao? Hạ Linh, hôm nay cả hai người bị sao vậy? Anh ta nói anh sợ em nói anh hèn, hùa nhau coi thường anh sao? Anh nói cho em biết, anh không biết chữ hèn viết thế nào. Các bạn học, hãy cùng tôi đi cứu các thương binh. Nhanh lên, Hạ Linh, em đứng lại. Bên này, Công Tôn Vũ. Anh lại định đi đâu? Tôi đi đánh giặc. Nếu anh sợ thì đừng đi. Sợ ư? Tôi lớn đến chừng này chưa từng biết sợ là gì. Công Tôn Vũ, đưa cho tôi. Sao thế? Không sợ nữa à? Sợ ư? Nếu sợ thì tôi không phải là Dương Nhị Hổ. Đi thôi. Nhị Hổ, sao lại không bắn được? Đến súng anh còn không biết dùng mà còn đòi đánh giặc, tôi đã học bao giờ đâu. Anh mau dạy tôi đi. Nhanh lên. Nhìn đây. Lên đạn rồi đấy. Bắn thế nào đây? Công Tôn Vũ, anh ở trên chiến trường, anh không tự bắn mình đã là tốt lắm rồi, còn đòi đánh giặc nữa. Anh có não không vậy? Tôi chưa biết dùng mà. Được, tôi biết rồi. Cúi xuống. Đám người này rất khó đối phó. Điều tra xem bọn họ thuộc đội nào đi. Rõ. Đi xem thử đi. Cố gắng lên. Mọi người nhanh tay nhanh chân lên đi. Nhanh lên, cản đâu. Cố gắng lên nhé. Nào. Từ từ thôi, cẩn thận. Từ từ thôi. Cẩn thận đấy. Có bắn trúng không? Bắn không tới. Thứ gì vậy không biết. Còn không tốt bằng đâu. Lũ chúng bay, xuống địa ngục hết đi. Công Tôn Vũ, quay lại đây. Công Tôn Vũ, tỉnh lại đi. Cái đồ không có não này. Tôi còn tưởng anh bị nổ banh xác rồi đấy. Tôi nói tôi còn tưởng anh bị nổ banh xác rồi đấy. Anh nói cái gì? Không sao thì tốt. Đi thôi. Nhanh lên. Đứng dậy nào. Mình đi thôi. Ah!
Súng máy đâu? Bắn bọn chúng đi. Rút lui. Đại tá, báo cáo, quân ta thương vong nặng nề, chúng ta không thể đột phá trận địa được. Thái quân, báo cáo, Thái quân, điều tra ra rồi, thì ra là đại đội 2, tiểu đoàn 1 của đoàn 115, sư đoàn 20 của Hàng Phúc cũ, đại đội trưởng họ Lê, họ chỉ có một đại đội thôi sao? Chỉ một đại đội thôi. Bảo mọi người tạm dừng tiến công, điều chỉnh phương thức tiến công, chuẩn bị chiến đấu lần nữa. Nhất định phải hạ được bọn chúng. Nhanh lên, công Tôn Vũ. Sao thế? Cái hộp của anh đâu? Đúng, hộp vàng đâu? Rơi ở đâu rồi? Chúng ta quay lại tìm đi. Đi thôi. Chuẩn bị. Bắn. Cố lên, anh phải cố gắng lên. Qua đây. Hộp vàng đâu? Sao không có chứ? Vừa nãy còn ở đây cơ mà. Qua bên đó tìm thử xem, nhanh lên. Toàn quân tiến công, vâng. Lũ người Nhật đáng ghét, lại đây nào. Đại đội trưởng, rút lui đi, chúng ta không trụ được nữa rồi, không trụ được cũng phải trụ cho tôi, đại đội trưởng. Cho dù chúng ta rút lui cũng không mất mặt đâu. Muốn rút thì cậu tự rút đi. Tôi sẽ không đi đâu hết. Nói với các anh em là tôi đã nợ bọn họ. Cậu đi đi. Đại đội trưởng. Lũ Nhật đáng ghét. Tới đây nào. Các anh em. Bắn. Tiểu Cường, chuyện gì? Cậu mau dựng cờ lên đi. Mau lên, vâng. Tiểu Cường, cậu sao rồi? Chạy mau. Tiểu Cường, cậu sao rồi? Đại đội trưởng, anh kệ tôi đi, tôi còn có thể chiến đấu. Người đâu, đưa cậu ấy đi. Đại đội trưởng, anh mặc kệ tôi đi. Cứ mặc kệ tôi. Không có. Nhị hổ, hộp vàng ở đây. Giấu lại đi. Được. Đại đội trưởng Lê. Đại đội trưởng.
Hạ Linh, cái con nhỏ chán sống này. Hạ Linh, đại đội trưởng, anh có sao không? Tỉnh lại đi, anh. Đại đội trưởng Lê, tỉnh lại đi, mau cổng đại đội trưởng. Nhanh lên, mau lên. Cẩn thận, mọi người cẩn thận. Từ từ thôi. Đại đội trưởng, tỉnh lại đi, anh. Đại đội trưởng, anh tỉnh lại đi. Đại đội trưởng Lê, đừng hù chúng tôi mà. Mau mở mắt ra đi, có chuyện gì vậy? Để anh xem nào. Tránh ra. Lấy nước cho tôi, nước. Có ai có nước không? Nước. Có nước không? Đưa cho tôi. Sao còn chưa tỉnh lại? Tỉnh lại đi. Tỉnh lại. Anh tỉnh lại đi. Anh làm gì vậy? Tôi bắn anh bây giờ. Nhị hổ, tôi đang cứu anh ấy đấy. Anh làm gì vậy? Anh đang cứu anh ấy đấy. Tránh ra. Sao rồi? Đại đội trưởng Lê, đại đội trưởng của chúng tôi nói gì? Anh ấy bảo anh dẫn theo các anh em và các sinh viên rút lui. Không thể nào, anh ấy sẽ không bao giờ nói những lời này đâu. Chính miệng anh ấy nói với tôi mà. Anh không tin thì hỏi anh ấy đi. Đại đội trưởng, có nghe thấy tôi không? Anh đã nói gì vậy? Đừng lãng phí thời gian nữa, còn không đi là không đi được nữa đâu. Rút lui. Dựa vào đâu mà tôi phải nghe lệnh anh? Đại đội trưởng của các anh đã hạ lệnh đấy. Anh dám làm trái quân lệnh sao? Anh có còn là quân nhân nữa không? Anh mà nói bậy nữa là tôi bắn anh đấy. Nhị hổ, anh ấy tỉnh rồi. Đại đội trưởng, anh tỉnh rồi à? Tiểu Cương, tình hình thế nào? Các anh em không còn nhiều, sắp không trụ nổi nữa rồi. Chúng ta phải giữ vững trận địa. Mọi người phải cố gắng trụ lại, không được rút lui. Đó, đại đội trưởng. Nhưng mà vừa nãy anh ta nói, anh đã hạ lệnh bảo chúng tôi rút lui. Ai nói chứ? Là anh ta nói. Tôi nói đấy. Thì sao? Từ từ thôi. Anh làm gì vậy? Anh nói lại lần nữa xem. Nói. Anh có biết giả truyền quân lệnh, đảo loạn lòng quân, tôi có thể bắn anh hay không? Rốt cuộc là anh đang bảo vệ người dân hay là đang hại người dân? Anh nhìn xung quanh đi, nhìn các chiến sĩ của anh đi, anh nhìn các sinh viên bên kia đi. Chỉ vì một câu không rút lui của anh mà tất cả mọi người đều phải ở lại đây cùng anh nộp mạng cho lính Nhật. Anh còn chỉ súng vào tôi nữa. Tôi phải để người dân Ít Đô an toàn rút lui. Lê Quốc Vinh, tôi phụng lệnh phòng thủ ở chỗ này. Chỉ còn chừng này người mà các anh em có thể trụ tới bây giờ đã là kỳ tích rồi. Bất luận người khác nghĩ gì thì các anh em của tôi cũng là anh hùng hảo hán. Cậu dẫn dắt mọi người hộ tống các thương binh và bọn họ rời khỏi đây đi. Tôi không rút đâu, tôi còn có thể đánh tiếp. Tiểu Cường, đây là quân lệnh, cậu phải chấp hành. Vâng. Các anh em, đi theo tôi. Vâng. Anh còn đánh nữa sao? Này anh, đại đội trưởng cẩn thận. Công Tôn Vũ, chuẩn bị rút lui, anh đưa Hạ Linh về đi. Được, anh mau đi đi, đi theo anh. Em không đi đâu, em muốn ở cùng Lê Đại Ca. Đã là lúc nào rồi chứ? Trong mắt của em chỉ có Lê Đại Ca sao? Em nhìn đi, em nhìn bên đó đi. Nhìn những sinh viên mà em dẫn tới đi. Em muốn bọn họ đều ra đi ở đây phải không? Nghe lời anh đi, mau đi đi. Hạ Linh, em nghe nhị hổ đi. Chỗ này rất nguy hiểm, anh sẽ bảo vệ em. Chúng ta dẫn theo các sinh viên rút lui, đi thôi. Được. Nhưng anh phải hứa với em, bảo vệ Lê Đại Ca. Cái gì? Được rồi, anh sẽ bảo vệ Lê Đại Ca gì đó của em. Em đi đi, chúng ta đi thôi. Anh nhớ giữ lời đấy. Nhị hổ, cẩn thận đấy. Chúng ta đi thôi, nhanh lên, đi thôi. Lê Đại Ca gì chứ? Sư phụ, sư phụ ơi, có chuyện gì mà căng thẳng thế? Con vừa từ Bạch Vân Sơn Trang trở về. Bạch Vân Sơn Trang đã bị bọn Nhật thiêu rụi rồi. Công Tôn Trang chủ và những người khác đều đã qua đời. Anh nhị hổ bảo con về đây báo tin cho người trước.
Vậy anh nhị hổ của con đâu? Sao nó lại không về cùng con? Nhanh lên, mọi người nhanh lên. Nhanh chân lên đi. Cẩn thận. Tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được cô. Lần này cô có nói gì tôi cũng không để cô đi nữa đâu. Chú Vương, chú làm gì vậy? Làm gì sao? Lão gia ở nhà rất lo cho tiểu thư. Chú về nói với cha tôi, chuyện của tôi không cần ông ấy lo. Cô xem, cô dẫn các sinh viên đi chi viện tiền tuyến, rồi lại đưa các thương binh về thành. Đây là tội lớn lắm đấy. Không được, mau theo tôi về nhà. Tôi không thể đi, tôi còn phải tìm chỗ dưỡng thương cho bọn họ. Khắp thành đều là lính Nhật. Trốn ở đâu đây? Trốn ở đâu thì cũng bị bắn thôi. Cô mau đi theo tôi đi. Chú muốn tôi về cũng được, nhưng tôi phải dẫn theo bọn họ. Tôi không thể bỏ mặc bọn họ được. Không được, theo tôi về nhà. Đi thôi. Chú Vương ơi, chú Vương, chú phải giúp tôi. Chú không giúp tôi thì ai giúp tôi đây? Chú thương tôi nhất mà. Chú phải giúp tôi. Chú Vương, tôi xin chú đấy. Chú Vương. Được rồi, tôi biết rồi. Tất cả mọi người, đi theo tôi. Cảm ơn, theo tôi về nhà. Đi thôi, đi thôi. Mọi người nhanh lên, đi thôi. Cẩn thận, phía sau theo sát nhé. Sư phụ. Sư phụ ơi. Sư phụ. Con nghe người ở kịch viện nói, tận mắt nhìn thấy cô Hạ Linh dẫn các thương binh về thành. Bọn họ là từ hướng Bạch Vân Sơn Trang về đây đấy. Có khi nào anh nhị hổ đang ở chung với bọn họ không? Có thể lắm. Mau lên, con mau tới Hạ gia xem sao. Vâng. Vậy con đi đây, sư phụ. Sư phụ, người đừng lo, anh nhị hổ thông minh như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Cũng đúng. Tới đây đi. Ông đây liều với bọn bay. Họ Lê kia. Nếu không phải đã hứa với Hạ Linh thì tôi mặc kệ anh từ lâu rồi. Tôi phải xử hết mấy người. Đi thôi. Nhanh lên. Đi bắt hai tên đó về đây cho tôi. Phải bắt sống đấy. Vâng. Đi thôi. Đừng nhìn nữa. Hảo hán không sợ thiệt thòi trước mắt. Anh mau nằm xuống đi. Đồ hèn. Anh mới là đồ hèn đấy. Cái đồ không có não. Anh làm gì đó? Họ Lê kia. Đừng cố chấp nữa. Chỉ có vài viên đạn thôi không đủ bắn đâu. Đừng cứng đầu nữa. Giả chết đi. Đánh hay lắm. Còn dám nói tôi là đồ hèn nữa không? Nhanh lên. Quân địch tới rồi. Chúng ta mau trốn đi. Tên họ Lê kia, ngồi xuống. Lũ Nhật đáng ghét. Đến đây đi. Ông mày ở đây này. Ông sẽ chơi với chúng mày. Đến đây đi.
Nằm yên, đừng cử động. Bắn đi. Tụi bay bắn đi. Lũ Nhật đáng ghét. Bắn tôi đi. Ra tay đi. Các anh em của tôi đều ở đây. Tôi có hy sinh ở đây cũng đáng. Giải đi. Đội một, dọn dẹp hiện trường. Vâng. Đứng dậy. Buông tôi ra. Lũ giặc xâm lược đáng ghét này. Hôm nay bay không bắn ông, thì sau này ông sẽ xé xác tụi bay. Mọi người nhanh lên, cẩn thận. Người đi sau cùng nhớ đóng cửa lại đấy. Phải đóng cửa lại. Ở đây an toàn rồi. Nào mọi người, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Ở đây rất an toàn. Nhẹ tay thôi. Được rồi, nhẹ tay thôi. Để tôi xem nào. Cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé. Hạ Linh, chuyện gì? Em qua đây. Qua đây đi. Hạ Linh, có một chuyện anh muốn nhờ em giúp. Chuyện gì thế, Công Tôn đại ca? Anh có thể tin em được không? Anh nói đi. Bất luận là anh gặp phải chuyện gì, em cũng phải giúp anh bảo vệ cái hộp này. Là cái hộp gì vậy? Anh cũng không rõ lắm. Nhưng cái hộp này là cha anh đã dùng mạng mình để đổi lấy đấy. Không thể để nó rơi vào tay quân địch được. Vậy anh yên tâm đi. Anh cứ giao cho em. Em sẽ không để nó rơi vào tay quân địch đâu. Được. Anh không yên tâm nhị hổ. Anh phải đi tìm anh ấy. Cái hộp này giao cho em đấy. Nhất định phải bảo vệ nó thật tốt đấy. Anh đi đây. Anh phải cẩn thận nhé. Để tôi làm cho. Được, tiểu thư. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau về đi. Vậy còn bọn họ thì phải làm sao? Tôi sẽ mang đồ ăn tới cho bọn họ. Tôi sẽ tìm đại phu cho họ. Nhưng mà tâm trạng của lão gia không được tốt lắm. Cô nói chuyện với ông ấy phải cẩn thận một chút. Chỉ cần ông ấy không nói đến chuyện tôi cứu người, tôi sẽ nghe theo ý ông ấy. Cô đấy, đi thôi. Nhanh lên, đi thôi. Trưởng quan, anh vẫn còn sống sao? Để tôi đưa anh rời khỏi đây. Không, tôi không đi được nữa rồi. Trưởng quan, ông phải cố lên. Cậu đừng gọi tôi là trưởng quan. Gọi tôi là Lão Đàm. Lão Đàm, ông phải cố lên. Tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện. 10 giờ tối 2 ngày sau, bến phà Tân Hoa. Cậu giúp tôi đón con gái tôi. Nhớ mang theo. Mang theo cái này. Con gái tôi tên là Đàm Thanh Nhi. Cậu phải hứa với tôi đấy. Được, tôi hứa với ông. Lão Đàm, mở mắt ra đi. Lão Đàm. Kỹ thuật tiến bộ rồi đấy. Có chuyện gì vậy? Có một nhiệm vụ rất quan trọng.
cần chúng ta đi làm ngay. Nhiệm vụ gì? Tôi cần cô giả làm con gái của một sĩ quan. Cô dùng thân phận của cô ấy trà trộn vào ít đô, tìm cách tìm ra hộp vàng đó. Hộp vàng? Hộp vàng là cái gì? Cái không nên hỏi thì đừng hỏi. Nhiệm vụ của cô là phải lấy được hộp vàng đó. Hai ngày sau cô hãy đến bến phà Tân Hoa gặp một người. Cô nhìn cho kỹ đi, đây là thân phận sau này của cô. Đàm Thanh Nhi, huyện Ích Đô. Xem ra đêm nay không thể vào thành được rồi. Ai đó? Ra đây. Trưởng quan, xin trưởng quan đừng bắn tôi. Đừng nổ súng. Trưởng quan, hai anh đừng bắn tôi. Tôi là người tốt mà. Nửa đêm nửa hôm, anh lén lút làm gì ở đây hả? Tôi bị đau bụng. Tôi ra đây để đi vệ sinh thôi. Nhị Hổ, anh không sao chứ? Công Tôn Vũ, may mà anh tới kịp lúc. Nếu không thì tôi đã bị tên Nhật này bắn rồi. Anh không sao là tốt. Nhanh lên. Hỏng rồi, tiếng súng đã dụ quân địch tới đây. Chạy thôi. Đi thôi. Công Tôn Vũ, bên này. Được. Nhanh lên. Đã tìm được người chưa? Chúng tôi đã tìm kiếm trong đống thi thể nhiều lần, nhưng vẫn không tìm ra hai người của tiêu cục kia. Tên sĩ quan đó đã tỉnh chưa? Vẫn chưa. Tìm cách làm hắn ta tỉnh lại. Có thể hắn ta biết tung tích của hộp vàng đấy. Tôi phải đích thân thẩm vấn hắn. Còn nữa, tăng cường lực lượng tìm kiếm hộp vàng, không được lơ là. Lê Quốc Vinh, đại đội trưởng đại đội 2, doanh trại 1, thuộc lữ đoàn 115, sư đoàn 20, quân đoàn 3, chiến khu 5, đóng quân tại Tế Nam. Đại đội trưởng Lê, đã nhận được lệnh rút lui rồi. Tại sao không rút lui? Là tôi tình nguyện. Liên quan gì đến anh? Chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Cái hộp đó đang ở đâu? Hộp gì chứ? Tôi không biết. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Cậu đừng có chơi trò bí hiểm với tôi. Người vừa bị quân địch đuổi theo là hai người sao? Vừa nãy là các anh đã cứu chúng tôi sao? Thế nào? Đã nhớ ra chưa? Cái hộp khỉ mốc gì? Tôi không biết gì cả. Cậu đừng vội phủ nhận. Đây là cơ hội tôi dành cho cậu đấy. Đại đội trưởng Lê,
Chỉ cần cậu giao chiếc hộp đó cho tôi, tôi sẽ lập tức thả cậu ra. Hơn nữa, tôi sẽ cho cậu được giàu sang sung sướng. Thật sao? Tất nhiên. Được thôi, tôi muốn lấy cái mạng quèn của anh. Hỗn sự. Dùng hình. Đợi đã, công tôn vũ. Chắc bọn họ không đuổi kịp đâu. Chúng ta nghỉ ngơi chút đi. Đúng rồi nhị hổ. Sao lại chỉ có một mình anh? Đám binh sĩ quốc quân đó đâu? Đừng nhắc nữa. Mất mạng cả rồi. Mất mạng cả rồi sao? Không đúng. Vẫn còn một người. Tên đại đội trưởng họ Lê đó. Vậy anh ta đâu? Bị quân địch bắt rồi. Đại đội trưởng Lê quả là một hảo hán. Hảo hán cái nỗi gì? Rõ ràng là một kẻ không có não. Nếu anh ta chịu nghe lời tôi thì đã không bị bắt. Sao thế? Cái hộp đó đâu? Lại mất rồi sao? Tôi ra đây tìm anh, sợ trên đường gặp phải chuyện gì, nên đã giao cái hộp cho Hạ Linh giữ rồi. Đưa em ấy làm gì? Không phải tôi bảo anh luôn mang theo bên mình sao? Tôi cũng vì lo cho anh, nên bất đắc dĩ phải làm như vậy. Anh tưởng tôi muốn giao cái hộp đó cho em ấy sao? Anh đi đâu thế? Về Bạch Vân Sơn Trang, chôn cất cha tôi. Cha yên tâm, cha sẽ không ra đi một cách vô ích đâu. Mối thù này, con trai nhất định sẽ báo thù cho cha. Con xin thề, những gì cha nói với con đều nhớ rõ. Con nhất định sẽ bảo vệ hộp vàng cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để nó rơi vào tay quân địch. Cha, 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 cha cứ yên tâm. Công Tôn Vũ, người đã ra đi không thể sống lại. Nơi này không an toàn đâu. Chúng ta nên rời khỏi đây thì hơn. Chúng ta có thể đi đâu bây giờ được chứ? Tôi biết có một cái miếu ở gần đây. Đêm nay chúng ta tới đó nghỉ tạm đi. Ngày mai tỉnh dậy rồi tìm cách vào thành. Cha, cha yên tâm. Cha hãy an nghỉ đi.
Đi thôi. Quán Vĩnh Hưng. Đại Ngư, đừng mà, Đại Ngư, tránh ra, đừng đi mà, buông ra, tránh ra hết đi, Đại Ngư, dừng lại đi. Làm gì vậy hả? Nhị sư huynh về rồi. Tránh ra. Có chuyện gì? Cậu ấy uống say rồi lên cơn. Ai bảo các cậu chọc cậu ấy? Có ai chọc gì đâu. Tự cậu ấy cứ muốn đi liều mạng. Liều mạng? Liều mạng với ai? Còn ai được nữa? Quân Nhật đấy. Gia đình cậu ruột của cậu ấy đều bị quân Nhật giải quyết hết. Đại Ngư, tôi biết là hiện giờ cậu đang rất đau lòng, nhưng sư phụ đã dặn dò 5 lần 7 lượt, không được phép hành động lỗ mãng. Hôm nay đừng ai cản tôi hết. Kẻ nào cản tôi sẽ băm dầm kẻ đó ra. Tôi phải đi giải quyết mấy tên giặc để báo thù. Cậu lên cơn cái gì hả? Tôi nói cho cậu biết, cả sư phụ và đại sư huynh đều không có nhà. Nếu như cậu muốn lên cơn thì nhắm vào tôi này. Tới thì tới. Đại Ngư, cậu có sao không? Đứng lên cho tôi. Anh dám chơi tôi? Cậu nhìn lại bộ dạng hiện giờ của mình xem. Đi đứng còn không vững, mà còn đòi đi trả thù bọn giặc. Tôi thấy cậu đi nộp mạng thì có nộp mạng cũng còn hơn các anh. Cái lũ nhát gan các anh, dao kề ngay cổ là co rúng hết lại. Hôm nay tôi phải đánh cho các anh tỉnh. Đến đây. Có còn đứng dậy được không? Đại Ngư, đừng có làm bậy. Làm gì vậy hả? Sư phụ. Cha, chuyện này là sao? Người nhà của Đại Ngưu bị quân Nhật sát hại. Cậu ấy uống say rồi, nằng nặc đòi đi tìm quân Nhật báo thù.